Hello mọi người nha, thì đang có tin đồn là quỹ cốc bị lỗi tỷ lệ crit, thì mình sẽ cùng nhau kiểm chứng nhé, để xem là cái tin đồn đó có chính xác không. Và nếu mà bị lỗi thì cái tích chiều chuyển qua quỹ cốc sẽ như thế nào. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test lên nhân vật Đổng Kiên nha mọi người. Đổng Kiên thì cũng là một quỹ cốc, boss quỹ cốc ở server Thánh Quả, top 1 quỹ cốc. Rồi bây giờ mình đánh lên nhân vật dễ crit nhất là Hiểu Tình nha, Ngami. Mình bấm Ctrl B cho nó bơm máu lên cho nó nhiều máu một chút. Ok, rồi bây giờ mình đánh lên nha, coi mọi người cùng coi tỷ lệ crit như có như tin đồn không nha. Mình thấy thì nó cũng bình thường thôi, đâu phải là tỷ lệ crit nhiều đâu. Đấy, mình thấy quá bình thường luôn. Có nhiều bạn là bảo quỷ cốc đang bị lỗi crit, ý là phái này nó được ưu ái hơn những phái khác á, là nó đánh crit nhiều quá. Thì mọi người tự kiểm chứng nha. Bây giờ mình đánh qua một nhân vật mạnh hơn một xíu, là có né tránh nó cũng khá là ok, khoảng 70k. Đó chính là Tuệ Kiên nha. Nói chung là điểm điểm hội thủ nó cũng rất là cao. Bây giờ đánh vào Tuệ Kiên nha. Rồi chưa không luôn. Đây là crit. Rõ đen là né hơi ảo luôn nha mọi người. Đấy, coi tỷ lệ crit nha. Mà trượt hơi nhiều á, đánh qua Vĩnh Kiên chắc nghỉ luôn á. Đấy, nhiều bạn bảo là quỷ cốc đang bị lỗi crit thì mọi người cùng kiểm tra nhé. Đấy, anh có thấy crit là mà bảo lỗi. Để mình đi lại gần gần tí xíu nha mọi người. Đây. Đó, nếu mà có crit thì cái đam nó sẽ nhảy bự lên. Đấy, mình thấy bình thường à, đâu có bị lỗi gì đâu mọi người. Nhưng mà nó trượt hơi nhiều thôi. Ý là mình thấy tỷ lệ như vậy là cũng bình thường mà, nó cũng cỡ đường môn. Rồi bây giờ mình đánh lại nhân vật Hiểu Tình cho mọi người coi nha, để mà cho nó chạy ra đây đã. Nãy tự nhiên bấm lụm S cho nó tụ lại. Đây, đánh lại nhân vật Ngami nha. Ngami thì nó hội thủ yếu. Đấy, vậy là crit dữ chưa? Vậy là lỗi dữ chưa? Đấy. Mà thấy cũng nói chung tùy mọi người nhận xét là tỷ lệ crit của quỷ cốc nha. Đấy, mọi người coi, mọi người tự nhận xét, mình thì không phán xét, tại vì mình chỉ làm clip test thôi. Rồi bây giờ mình chuyển qua mình đánh Tuệ Kiên nè. Tại vì né của gió đen thì nó cũng ảo lắm mọi người. Với lại ạc này là mình để vừa tròn 200k chính xác, là đâu có để cao đâu. Để cao là còn né đâu. Đấy, mình thấy bình thường quá nha mọi người. Nó chỉ cao vào khoảng những cái ạc, ví dụ như tầm trung rồi nó cao thôi. Cứ đánh vào những ngạc siêu boss thì nó không thấy, thường thường là không thấy crit luôn á. Nè, nếu mà đánh vào Vĩnh Kiên là chắc toàn trượt không luôn. Thấy không? 200k né là nó khác biệt liền. Nó không nổ crit nổi đâu, tại vì điểm hội thủ của Vĩnh Kiên là nó đã bằng điểm hội công của Đổng Kiên rồi. Không crit nổi luôn, tại vì điểm hội thủ nó bằng điểm hội công rồi, làm sao mà crit nổi được nữa. Đó là lý do nhiều siêu boss để 200k né thì nó sẽ tăng được điểm hội thủ rất là cao. Đấy, tại vì con tuệ thì để khoảng 70k né à, mà nó cũng đã không crit được rồi. Nói chung là cũng crit nha mọi người. Đấy, đó nên là suy cho cùng á, mình nhận định là chỉ có đánh vào những nhân vật tầm trung á là mình sẽ crit nhiều thôi. Những nhân vật mà để ví dụ như là khoảng vài k vào thân pháp thì sẽ crit nhiều. Đấy, đấy nên là mọi người tự cảm nhận nha. Ok, nói chung là nhiều bạn thắc mắc thì mình sẽ làm video clip giải đáp thôi. Cảm ơn mọi người. Nếu mà mọi người thấy thích clip này thì để lại cho mình một like, một comment cũng như là chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video clip kế tiếp của Hỏi Phát Khiên. Bye bye.